Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm đài radio cassette đến từ thương hiệu của Saab. Thì như anh em có thể thấy thì đây là chiếc Saab GF787, một trong những cái model rất là nổi tiếng và chất âm cực kỳ hay. Nếu mà anh em chơi cái dòng GF787 này thì không thể không nhắc tới cái âm thanh mộc mạc cũng giống như là bát chét tách bạch của con này. Tiếng chét của con này nghe cực kỳ đã, sáng. Và anh em có thể thấy thì con này nó có một cái màu vàng. Cái màu vàng của nó kiểu dạng là vàng nhạt, vàng trăm banh, rất là đẹp. Cái viền mạ inox của cái kiềng loa này còn rất là sáng, rất là đẹp. Loa bên trong nó là màu trắng. Đó. Và cái điều khó nhất của con này đấy chính là cái mặt. Cái mặt này không phải là lúc nào nó cũng sáng được như thế này, tại vì nó hay bị ố. Mặt này nó kiểu dạng mặt sơn nhũ nên là nó dễ bị ố, nhưng mà con này về hàng rất là đẹp, có thể lúm lút của anh em có thể thấy nó rất là sáng. Đây cũng thế này, rất là đẹp. Nói chung là con này thì hoàn hảo, chất âm thì rất là hay. Trên này nó có một cái vết xước, có một vết xước nhỏ ở đây. Đó, có một vết xước ở đây. Ngoài ra thì nó còn rất là đẹp. Nói chung hàng tuyển chọn mà. Bây giờ em sẽ mở cái chất âm của nó cho anh em nghe nhé. Con này thì nó có chế độ FM làm trên, tép làm dưới. Dưới này chắc là AUX. Mình để chế độ giữa. Đó. Ở đây thì nó có một nút nguồn. Đó. Băng thì chúng ta sẽ cho từ đây vào. Đó, nó chơi hai cửa băng. Mời anh em nghe. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mơ gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật. Âm thanh con này cực kỳ yêu tốt. Rồi em chớ giấu, này là bát, này là chép. Chuyện mình tương lai trong lòng em mới chi, em đừng ôm ấp hay dây bày cùng lòng anh. Em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần. Em ơi, dù cho sóng gió. Anh em nghe phê không? Nghe quá hay luôn. Tại vì cái con 787 này ngày xưa là em có một cặp, nhưng mà cách đây chắc phải tầm 3-4 năm. Tại vì kiếm được những cái con đẹp thì nó khó, con mà bình thường ấy là nó dễ, nhưng mà kiếm được cái con mà mình cảm thấy thích ấy thì là hơi khó một chút. Và điều đặc biệt là những con này về em mình chưa có thay dây cura luôn nhé. Mới hết vậy, nghĩa là mở lên nó vẫn hát tốt. Hai bằng lòng anh vẫn ước mong rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi, dù mình gian khổ. Ok, cảm ơn tất cả anh em.
anh em nào yêu thích cái chiếc đài này thì có thể liên hệ với em nhé. À quên, radio của nó là 108. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.